ở Mỹ Lạc, tại vì mấy cái sòng bài nó đều nó nằm trên cái đường này, mấy có một hai cái nó nằm ngoài. Đừng nói Vegas mà đường chính. Thôi đường chính. Coca Cola. Đâu? Ờ. MGM là lâu lắm rồi đó, sòng bài đó là lâu lâu đời dữ lắm rồi. MGM mà đã lâu lắm rồi. Nó nói là cái show là cái show mà của nó làm mà siết luôn, 10 giờ đóng cửa, nhưng mà ở trên lầu còn có mở không chứ. Nó nói của em bé hình như đóng không có đâu, chị nhớ lâu lắm. Nó nói 10 giờ đóng cửa hả? 10 giờ nó đóng. Biết đây là cái lá vườn gác, cái này mình quay hồi mấy năm trước rồi, năm mấy trước đấy, chứ không phải là mới quay đây. Giờ chắc không có được gì nữa, chắc đóng cửa cho nó. Wow, bán quần áo, tìm vô sĩ. Coca-Cola hay là Pepsi đi. Ờ, xin ngủ nào. Coca-Cola là nổi tiếng mà chị lâu lắm rồi. Pepsi nó có nhiều ga, nó ấy thật. Không có im, nó là cái Coca-Cola đừng quảng cáo nhiều em. Nó mà Pepsi nó ít ngọt lắm. Cái chữ đỏ này nè. Valerian là chỗ tiệm bánh thuốc. Hiểu tiệm. Chỗ nào cũng có không ta? Ừ. Phúc với mình đi hết. Mấy cái tin này nó nhiều lắm, nó giống nó gần bây giờ nó làm giống như làm 7-Eleven. Mà nó được. Taco Bell. Taco Bell. Taco Bell. Ừ, mỗi đêm đọc Taco Bell lên 5 cửa lên Taco Bell đi đọc Taco Bell. Mỗi lần trên sân bay Taco Bell. Suy sàn nó lớn lắm đó, nó cao lắm đó. Nãy mình trong đó đó. Hay chi mình đi lạc phải. Thank you.
bình thường rồi. Biết hồi xưa đó là mình mỗi năm á là mình bỏ lên đây, tại lên đây là mỗi năm có cái show. Hồi xưa là chị có tiệm anh nhỏ đi với bà đi lên coi show đồ, mỗi mua đồ gì đó coi coi cái nào được mình đặt luôn, mình đặt xong rồi sẽ gửi về cho mình. Hồi xưa nghe điện thoại gọi trong nước Mỹ rồi, hồi xưa có nhiều cái đồ nó mình mua rẻ lắm. Gặp mình bán lại mấy năm trước. Anh chúc mẹ gọi lại. Nói tắt rồi hả? Mỗi sòng bài nó có tên luôn, tên đường luôn nè. Bà ra vô phố này phố đi bộ. Show như vậy ha. Mấy năm trước đó, thì mình thường đi, giống như khi mà mình đi tới đây đó, thì tầm khoảng 500-2000 thì mình chơi hết đó thôi mình lên ngủ. Còn nếu mà mình ăn á thì mình chơi hoài. Có đợt có nhiều khi lên, bạn biết không? Nhiều khi mình chơi cái ăn. Thua rồi ăn ha, thua rồi tới 6 giờ sáng mới bò lên phòng chỉ nói trời ơi giờ này nó lên á xong rồi bò lên phòng là chuẩn bị đi show rồi, tại 8 giờ nó có cái show về The Grip á. Đại sư mình phụ và chị mình bán về The Grip ở trong Phước Lộc Thọ. Đại sư và chị mình có 3 tiệm cho nên năm nào cũng đi coi show hết á, năm nào cũng đi lên đó mình coi mấy cái show để coi có món gì, mỗi năm nó có món lạ lạ
thường thì hồi xưa thì đa số, ví dụ hồi xưa chưa có hội di động, đây chưa có những cái thẻ giống như những thẻ gọi Việt Nam, những thẻ gọi trong nước Mỹ rất là rẻ, nhiều khi ta gọi nhà nó mắc lắm. Lúc đó mình nhớ là cái mỗi lần gọi là tính mình 20-25 cent một phút hay gì đó, thì ngồi nói quên rồi, tiền bill vậy mấy ngàn. Cho nên hồi xưa thẻ điện thoại gọi là bán cũng đắt lắm. Thẻ gọi về Việt Nam ở trong đó thì nó bán cho mình được 60%. Nếu mà mình mua tùy theo cái mức mình mua nha, cũng phải 60%. Mua là 1.000 cái nó có khác, 2.000 nó khác. Cái sơ đồ thì có sơ đồ mình biết, hồ với từ hay là cái đồ chơi nhỏ, cái crystal đó. Rẻ luôn. Mình mua về bán đồ kiếp mà quà tặng. Mà xưa trong Phước Lộc họ bán đắt lắm các bạn ơi, trước vẫn giống như ngày xưa mà thứ bảy chủ nhật á, các bạn biết không? Là kiếm xe, kiếm chỗ đậu xe chắc hơi mệt, không có chỗ đậu xe luôn. Bây giờ hả, đảo một vòng là có rồi. Bây giờ thì cũng lâu lắm rồi mình không có vô, từ lúc mình đi ra ngoài tàu thì mình không làm nó, thì lâu lâu mình ghé vô, trời ơi mình thấy nó vắng tanh mà trong đó ai cũng than hết. Nhưng mà nó vắng vắng thì các bạn biết như là sao mà ta sống được. Bây giờ là cửa bàn, cái local nó sao mà ta biết rồi. Trời ơi, ta lên lót mà mua. Mấy người chủ quan qua đó, ví dụ như nó quán tiệm, nhưng mà nhiều khi chủ quan vô tiệm nó mua một cái là mấy ngàn đồng, thấy không? Ngày xưa mình bán đầy đủ, mình nhập hàng Việt Nam nè, những gì tranh nè, giỏng nè, rồi những cái bông hoa bằng nhựa ở Việt Nam, rồi mấy con chó để xe, mấy chú tiểu muốn nhập cái đó từ Việt Nam qua bán, nhất là giỏng Việt Nam á, bán qua đây bán 150 một cái hồi xưa, 40 cộng riêng bán 150, rồi những bộ tranh lớn, những bộ tranh bự thôi cả bự luôn. Sao có xe, mấy đồ xe chơi điện, đồ điện, xe điện lớn. Đúng hồi xưa cái tiệm tôi giống như là tiệm tôi hết xưa, vô là có đầy đủ luôn, nhất là những cái mùa thôi chơi luôn, gói quà mình gói bỏ luôn, mình không cần bán để bán, người chưa bán mà mình chỉ đứng đó gói thôi. Mà hồi xưa trời ơi, có nhiều người có chục gói, mười mấy gói, nhưng mà mình nhớ người nào tên nào, cái đồ nào cái con trai, cái đồ nào cái con gái. Mình gói xong rồi khi mình đã đi vòng, ta mua cái đó, mình đã đi vòng xong rồi trở lại á, nói cái đồ này có ai, có ai, mình nhớ hết á. Càng lớn tuổi thì giờ làm gì nó cũng nhớ, giống như giờ mình đi quay video này mình cũng không nhớ nữa. Cho nên nó có sợ sót gì mình cảm ơn cho ha. Bạn sẽ ủng hộ cho mình, có tinh thần để mình quay clip tiếp nha. Ok, cảm ơn các bạn. Chào các bạn, chúc một ngày thật vui vẻ bên gia đình nha. Rồi, chào các bạn.